Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức cùng với tất cả các anh chị sinh viên có mặt hôm nay để tham dự khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp. Cũng lâu rồi tôi không về Hoằng Pháp để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, những cái pháp thoại với Phật tử, bởi vì cũng có nhiều Phật sự. Hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng tôi có cơ duyên về đây đảnh lễ Phật, có thời gian để chia sẻ một buổi pháp thoại với các anh chị, đặc biệt là các anh chị sinh viên. Thì điều này chúng tôi lại càng rất là cảm thấy hân hạnh, bởi vì như quý vị biết, thông thường người ta đến với tôn giáo, người ta đến bằng niềm tin. Nhưng mà riêng về Phật giáo, người ta đến, Đức Phật dạy đến bằng trí tuệ. Và các anh chị là đại diện cho cái trí tuệ, cho cái tri thức, vì tất cả đều là được học tập và đã đến một cái cấp độ gọi là sinh viên. Vì vậy, chia sẻ với các anh chị về Phật Pháp, chúng tôi sẽ đứng trên lăng kính về giáo dục. Mà theo cái nhìn của tôi, dĩ nhiên là có nhiều hạn chế. Và chúng tôi muốn giới thiệu với các anh chị một cái nhìn về Đức Phật nó khác với những cái nhìn có thể bình thường các anh chị thường nghe. Vì khi đề cập đến tôn giáo, người ta thường đề cập đến cái khía cạnh huyền bí siêu nhiên, mà ít đề cập đến đời thường. Người ta nói đến kiếp sau, đến giải thoát, đến cõi trời, mà ta thường ít khi nhấn mạnh đến cuộc sống đời thường, đặc biệt là đối với giáo chủ của tôn giáo ấy. Trong cái nhìn của tín đồ của tất cả các tôn giáo, thì giáo chủ của tôn giáo ấy là một bậc siêu phàm, đúng không thưa quý vị? Không thể tiếp cận, thường là như thế. Và khi mà người ta thường đến với tôn giáo, đa số tín đồ, mà đa số người không phải tín đồ mà có vấn đề, người ta đến với tôn giáo thì thường nó có hai cái yêu cầu. Cái yêu cầu thứ nhất đó là cầu nguyện cho những cái ước mơ trong hiện tại, để giải quyết những rắc rối trong hiện tại. Thí dụ như có nhiều người sắp sửa thi đại học, lên chùa để làm gì? Cầu xin đầu đại học. Đó là nhu cầu trong hiện tại, nhu cầu thứ nhất. Và có một số họ đến với tôn giáo để làm gì? Để lo cho vấn đề kiếp sau, để sinh về cực lạc, để sinh vào một thế giới đó. Đó là nhu cầu thứ hai. Cho nên hai nhu cầu này đều có một cái việc làm chung, đó là cầu nguyện. Và cầu nguyện ai? Xin xỏ ai? Giáo chủ, thần linh. Thì dù như quý vị thường đến với Đạo Phật thì chắc chắn là quý vị sẽ cầu nguyện với Đức Phật, giáo chủ. Và về phương diện lịch sử, nói chung thì giáo chủ của các tôn giáo hầu hết trên thế giới là những nhân vật siêu nhiên, những nhân vật huyền bí. Thông thường chúng ta biết các vị ấy là hiện thân của những cái năng lực siêu hình, của những đấng sáng thế, sáng tạo, của Thượng Đế, hay thậm chí là hiện thân của Thượng Đế. Với những cái con người như thế, với những nhân vật như thế, thì nguồn gốc lịch sử của các vị ấy sẽ không nằm trong cái phạm trù chúng ta nghiên cứu, chúng ta tư duy. Thưa quý Phật tử, về mặt lịch sử của giáo chủ, ít có vị nào nghiêng nặng về cái thế giới con người, thường là nó mang cái tính tâm linh nhiều hơn. Và
Nếu như cái vấn đề vì sao vậy? Vì cái lịch sử của họ nó không nằm trong cái phạm trù tư duy của con người. Họ đến từ một cái thế giới khác. Họ là hiện thân của một thế giới khác. Họ không thuộc thế giới của chúng ta. Vì thế, họ khó lòng mà hiểu được chúng ta cần gì, muốn gì. Tôi xin hỏi cả anh chị sinh viên, cả anh chị là những nhà trí thức, là những nhà tôi làm gọi là khoa học. Cái đau của người phụ nữ, đàn ông có cảm thông được không? Cái đau của người đàn ông, người phụ nữ có cảm thông được không? Những cái bán đau về vật lý, tôi chưa nói về tâm lý. Ví dụ như một người đau tim mà có cảm thông được cái người đau răng không? Biết không? Thì dù có những người đã từng đau răng thì biết cái nỗi đau răng nó khó chịu thế nào. Nhưng mà một người đau răng mà tự nói tôi đau mắt, tôi hiểu được chị, hiểu không? Không hiểu phải không thưa quý vị? Đã là con người với nhau mà nỗi đau của con người mà không thể hiểu được nỗi đau của nhau thì làm sao một cái người ở thế giới khác mà biết cái nỗi đau của mình, biết cái sự mình cần mà có thể chia sẻ với mình thưa quý vị? Vậy mà phần lớn chúng ta biết là chúng ta cầu nguyện những cái giáo chủ các tôn giáo thường là những người không nằm trong thế giới của chúng ta, họ ở thế giới khác. Và như chúng tôi vừa nói, nếu như con người không thể hiểu được con người thì làm sao mà những người ở thế giới khác biết được con người cần gì, muốn gì và đau khổ như thế nào để chia sẻ thưa quý vị? Cái khổ đau của con người nó chỉ có con người mới cảm nghiệm. Thậm chí đôi khi cái hạnh phúc của con người mà con người cũng khác nhau nữa. Người giàu ấy, họ không cảm nổi cái nỗi đau của người nghèo. Cái giới lãnh đạo không cảm nhận được cái nỗi thiếu thốn của người dân. Cho nên họ vẫn cứ hạnh phúc trên nỗi đau của những người đồng loại. Đó là con người với nhau. Vì vậy thưa quý Phật tử, đến với tôn giáo để cái công tác cầu nguyện, dĩ nhiên khi mình khổ đau mình cầu nguyện thì nó có đỡ buồn không quý vị? Khi quý vị mà có một cái buồn nào đó, quý vị chia sẻ với người khác, quý vị thấy bớt buồn không? Quý vị có cái nỗi đau, nỗi thất vọng nào đó lên mà cầu nguyện với Đức Phật ở trước chùa, quý vị có thấy đỡ khổ không? Nhưng mà sau đó là hết không? Không hết. Và tôi gọi cái phương pháp cầu nguyện là thuốc giảm đau. Có không? Mà thuốc giảm đau uống hoài hằng sẽ lờn thuốc. Nhưng mà riêng với đạo Phật, chúng ta đến với Đức Phật thì chúng ta không cầu nguyện. Nhưng mà đối đạo Phật thì chúng ta học Phật sẽ không tìm thấy bất cứ cái lời tuyên bố đặc biệt nào về Đức Phật ngoài sự kiện rằng Đức Phật là một con người lịch sử. Quý vị học lịch sử Đức Phật chưa? Có phải không nào? Lịch sử Đức Phật, lịch sử Ngài là tên là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Thàng và Hoàng hậu Ma Gia, quý vị thuộc lòng. Và cái lịch sử của Ngài đã được các nhà khoa học, các nhà khảo cổ học, các nhà lịch sử học, người ta đã chứng minh rằng Ngài có thật. Và cái dòng họ của Ngài bây giờ nó có một cái truyền thống từ đời cổ, đời sơ của Ngài cho đến đời Ngài và đến những đời sau. Và những cái gì mà liên hệ với Thái tử Tất Đạt Đa, ví dụ như những nơi Ngài sinh ra, Ngài thành đạo, Ngài thuyết pháp và Ngài nhập diệt, những nơi đó ngày nay được chứng nhân lịch sử, được các sự kiện lịch sử, các nhà khoa học đã chứng minh là có thật. Và có một cái sự kiện, một cái trụ đá, ta gọi là trụ đá Á Dục, Ashoka. Ở đó khi mà vua Ashoka sau khi trở về quy y với Đức Phật, với đạo Phật, nhờ cái giáo pháp của Đức Phật mà ông giải tỏa được những cái tội lỗi ông gây ra trong quá khứ. Ông giải tỏa được những cái nỗi gọi là ân hận mà ông đã tạo ra khổ đau cho đồng loại. Và nhờ cái giáo lý đó mà ông trở thành từ một con người xấu trở thành một người tốt. Vì vậy khi ông lên ngai vàng, cứ mỗi năm như vậy ông đi chiêm bái các thánh tích. Và cái thánh tích đầu tiên ông chiêm bái đó là Lâm Tỳ Ni. Ở đó ông có để lại một cái trụ đá Á Dục mà cách đây là gần 3.000 năm. Và trong trụ đá đó có ghi lại rõ ràng bậc giác ngộ đã đản sanh ở đây để đánh dấu sự kiện lịch sử trọng đại này và để lọ lòng kính ngưỡng đối với bậc đạo sư vĩ đại. Và ông để lại cái tấm đá đó và cho đến ngày nay cái khối đá đã trở thành một cái chứng nhân lịch sử cho cuộc đời thật của Đức Phật. Nếu tôi chỉ nói về lịch sử không thì quý vị nói là Đức Phật không có những sự linh thiêng à, không có những sự huyền bí à, không có cái tha lực à, không có giá hồ. Thưa quý anh chị em, Đức Phật cuộc đời Ngài sẽ có hai cái khía cạnh lịch sử. Một khía cạnh chúng tôi gọi là huyền sự, một khía cạnh là
lịch sử. Huyền sự là những cái vấn đề liên hệ đến thiêng liêng, liên hệ đến một cái sự huyền bí đối với giáo chủ. Và đây là tất cả các tôn giáo đều có cái mặt huyền sự này. Và Đức Phật chúng ta cũng có cái khía cạnh này. Và dĩ nhiên khía cạnh này là cái đặc tính của tôn giáo. Và chính cái đặc tính này nó khiến cho cái tôn giáo nó mãi tồn tại trong cuộc đời này. Nhưng hôm nay tôi không khai thác cái khía cạnh huyền sự này. Và hôm nay tôi sẽ tìm hiểu cùng các anh chị cái khía cạnh lịch sử. Khía cạnh mà đã khiến Đức Phật trở thành con người bất tử. Một cái khía cạnh mà khiến Đức Phật trở thành một con người phi thường. Đó là cái lịch sử thật của Đức Phật. Đức Phật theo các nhà khoa học là một con người thật sự có mặt như mọi con người. Ngài sinh ra, Ngài lớn lên, Ngài được nuôi dưỡng như mọi con người. Và quý vị cũng biết rằng Ngài có gia đình, có vợ, có con, đúng không? Có vợ, có con và có mọi thứ. Và hôm nay tôi sẽ đi phân tích cái này, tìm hiểu cái này để xem một con người bình thường như chúng ta vì sao Ngài trở nên bất tử, vì sao Ngài trở nên phi thường. Và đề tài của chúng tôi hôm nay sẽ là để trở thành người phi thường. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì Đức Phật là một con người như mọi con người, Ngài trở thành phi thường. Chúng ta có phải con người không? Chúng ta có trở thành phi thường được không? Chúng tôi không nói vĩ đại mà chúng tôi nói phi thường. Vì lý do gì chúng nữa chúng tôi sẽ chia sẻ. Thưa quý anh chị, tôi có đọc một cái đoạn văn do Hesman Hess, cái người mà đã được giải thưởng Nobel văn chương về tác phẩm Câu chuyện dòng sông. Ông là người Đức. Ông có viết một câu thế này và xin chia sẻ với các anh chị, đặc biệt là sinh viên, giới trí thức, và chúng ta cần trầm tư cái này, câu nói này. Nội dung trí thức của lời Phật dạy, nói chung là những cái giáo lý của Ngài, chỉ là một nửa mà Ngài đóng góp cho nhân loại. Những cái giáo lý mà Ngài giảng dạy suốt 49 năm chỉ là một nửa mà Ngài đóng góp cho nhân loại. Nửa còn lại là gì thưa quý anh chị? Nửa còn lại là đời sống thực của Đức Phật, đời sống mà Ngài đã sống. Đức Phật là hiện thân của tất cả những đức hạnh. Đức Phật là hiện thân của tất cả những gì Ngài dạy cho mọi con người. Và chính cái đó khiến Ngài vĩ đại. Quý anh chị nhớ rằng, Đức Phật Ngài có định nghĩa, một trong 10 cái danh hiệu của Đức Phật là Như Lai. Và Đức Phật định nghĩa thế này, Như Lai là gì này các đệ tử? Như Lai là nói sao làm vậy. Làm sao nói vậy gọi là Như Lai. Đức Phật là người nói sao là Ngài làm như vậy, và làm sao là Ngài nói như vậy. Đây là cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Và trong xã hội ngày nay chúng ta, các anh chị biết rằng, nó là khẩu hiệu của thời đại này. Nói và làm phải đi đôi. Sợ gì ngày nay cái thế hệ trẻ mất niềm tin với thế hệ lớn, bởi vì giữa cái nói và cái làm nó mâu thuẫn nhau. Giữa người học trò và người thầy mất sự tin tưởng nhau, vì người thầy nói một đường mà làm một nẻo. Cha mẹ đang làm mất niềm tin đối với con cái, bởi vì cha mẹ thì luôn khuyên con cái thế này, nhưng cha mẹ lại làm đôi khi không giống như lời mà mình khuyên con cái. Phải không các anh chị? Cho nên cái mà gọi là Như Lai là Phật là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy mới gọi là Như Lai. Các anh chị biết nấy là một cái gì? Cái điều này khiến cho Đức Phật vĩ đại. Điều này là một điều phi thường. Nghe thì dễ nhưng mà cực kỳ khó làm. Phải không các anh chị? Trong con người các anh chị có hai tiếng nói. Tiếng nói gì các anh chị? Các anh chị còn nghe hai tiếng nói trong con người mình không? Có không? Tiếng nói đó là gì? Theo tôi đó là tiếng nói của khối óc và tiếng nói của con tim. Có không? Con tim thì nó thấy cần mình phải ngủ nhiều hơn. Lên chùa Hoằng Pháp làm gì mà ngồi nó mỏi lưng? Lên Hoằng Pháp gì mà phải ăn chay? Lên Hoằng Pháp gì mà không được chạy lông nhóc? Còn khối óc là nói lên Hoằng Pháp để nghe Phật Pháp,
để đi học cái cách mà sống. Có các anh chị mà khổ một cái là hai tiếng nói này nó lại thường mâu thuẫn lẫn nhau. Con tim nói một điều mà khối óc nó nói một điều, và tiếng nói nào nó mạnh thì tiếng nói nó sẽ lắm chị đào. Và người nào mà để cho con tim mà lẫn gối khối óc thì người đó thường có cuộc sống nặng nề về tình cảm. Và người nào mà để cho khối óc mà nó hoàn toàn chính nhật con tim, người ấy sẽ trở thành người máy. Cho nên trong đạo Phật, con tim và khối óc cần phải hài hòa các anh chị nghe. Đừng quá đứng bên này mà cũng đừng quá đứng bên kia. Cho nên đạo Phật gọi là đạo từ bi và trí tuệ, phải không nào? Quý vị biết cái tổ chức mà lớn nhất của toàn cầu bây giờ là tổ chức gì? Liên Hợp Quốc. Sinh viên thì phải biết thôi. Cái tổ chức Liên Hợp Quốc bây giờ theo như cái kiến thức của tôi biết là 197 nước, và Việt Nam chúng ta là một thành viên. Và cái tổ chức này là một tổ chức, nó bao gồm nhiều cái gì, nó lớn lao và nó hoạt động vô cùng rộng lớn, nhưng mà nó không mang một màu sắc nào mang tính tôn giáo. Vậy mà tổ chức này năm 1999 đã đồng ý công nhận đưa cái lễ gọi là tam hợp của Đức Phật, gọi là Vê Sắc, vào thành đó là lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc. Vì sao thưa quý anh chị? Các anh chị phải thấy rằng đây là một cái điều gọi là gì? Ngoài lệ và cực kỳ đặc biệt. Vì xưa nay Liên Hợp Quốc chưa bao giờ làm cái việc này. Mà năm 1999, cái ngày sanh của Đức Phật, ngày thành đạo của Đức Phật và ngày nhập diệt của Đức Phật gọi là Vết Sắc Tám Hợp được trở thành ngày lễ Liên Hợp Quốc. Bởi vì theo Liên Hợp Quốc là hơn 2.000 năm qua, những lời dạy của Đức Phật Thích Ca vẫn tiếp tục là kim chỉ nam, đã mang lại ý nghĩa cho nhiều điều cuộc đời, cho hàng triệu người trên thế giới. Vì vậy, công nhận cái tổ chức lễ Vê Sắc hàng năm là cơ hội để chúng ta xác quyết niềm tin vào giáo lý của Ngài, đồng thời phát huy cái tinh thần từ bi trí tuệ và hòa bình mà Đức Phật đã truyền ra. Đây là cái thông điệp mà Liên Hợp Quốc gợi cho quần chúng Phật tử chúng ta. Điều này quý anh chị thấy rằng là Đức Phật chúng ta phải có một cái gì rất đặc biệt, rất phi thường, nhưng mà rất người. Tôi hỏi các anh chị, cái gì đã khiến cho Đức Phật trở nên phi thường? Cái gì khiến Đức Phật trở nên bất tử và vĩ đại hơn 2.600 năm nay? Và trong cái nhìn của tôi, cái yếu tố đầu tiên mà khiến Đức Phật trở thành một con người như thế, con người thật mà trở thành bất tử, bởi vì Ngài được thừa hưởng một nền giáo dục tốt đẹp. Giáo dục là cái yếu tố đầu tiên để đưa đến cái sự hoàn thiện nhân cách. Con người mà không có giáo dục là thất bại. Quý anh chị thấy rằng bây giờ các anh chị đổ ra nhiều năm tháng, bây giờ cũng có một cái hiện tượng đó là các anh chị ra trường mà thiếu công việc làm, vân vân. Cái chuyện đó là cái chuyện do cái yêu cầu của xã hội, chúng tôi không có ý kiến. Nhưng mà riêng về cái mặt trí thức mà ta nói, người nào mà có học thức, có trí thức đều là người lãnh đạo. Còn người nào mà thiếu trí thức, thiếu học thì người ấy thường là phải lao động tay chân. Cho nên mà có được trí thức, có được kiến thức, có được trí tuệ là do nhờ giáo dục. Và Đức Phật sợ gì Ngài thành công như thế? Bởi vì Ngài được thừa hưởng một cái môi trường giáo dục ưu việt trong thời đại của Ngài. Ngài được những vị giáo sư, những vị danh sư đương thời giảng dạy riêng cho Ngài. Ngài ở trong một cái môi trường đặc biệt gọi là ưu đãi. Ngài ở trong một cái môi trường xã hội sống lý tưởng nhất. Vì vậy Đức Phật trở thành vị nhân, cái yếu tố đầu tiên theo chúng tôi là do vì được có một nền giáo dục tốt đẹp. Giáo dục theo cái nhìn của đạo Phật, muốn thành công thì có hai yếu tố, đó là phần trí tuệ và đạo đức. Hai phần này như là hai cái cán cân, nó khiến cho chúng ta quân bằng. Người có trí mà không có đạo đức thì sẽ rất là nguy hiểm, và người có đạo đức không có trí tuệ thì là vô dụng. Cho nên hai cái mặt một cái nền giáo dục mà nếu quá nặng về trí thức thì sẽ mất cân bằng, mà quá nặng về đạo đức cũng thế
không thành công. Cho nên Đức Phật mà sợ gì Ngài thành công là Ngài được thừa hưởng một cái nền giáo dục gồm có cả hai yếu tố, đó là đức và trí. Con người sinh ra, bất cứ ai mà kể cả các anh chị, nếu được thừa hưởng một cái nền giáo dục thế, tôi tin chắc là thành công. Bởi vì theo Albert Einstein, các anh chị có nghe cái tên này quen không? Einstein, nhà vật lý học vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông nói thế này: thiên tài là gì? Thiên tài là 1% thiên phú và 99% nỗ lực. Vậy đây tất cả đều là thiên tài cả đấy. Cho nên chúng ta đừng có tự ti chúng ta. Tất cả chúng ta đều là có thể trở thành thiên tài cả. Bởi vì cái biến thành người ta phi thường, đó là 99% nỗ lực, chứ không phải cái phần mà 1% kia. Mọi người đều có thể thành công nếu có sự giáo dục tốt. Đừng có viện lý do gì hết. Đừng có nói cái này họ làm được, tôi không làm được. Cái này khó quá, cái này là ngoài khả năng chúng tôi. Ngày xưa tôi đi học Ấn Độ năm 1994, tôi được du học Ấn Độ 7 năm. Quý anh chị biết lúc tôi đi du học á, hồi đó được đi nước ngoài là giống như lên thiên đường, sướng lắm. Chẳng phải như bây giờ mà đi nước ngoài như đi du lịch từ trong nước đâu. Đi nước ngoài ngày xưa là khổ vô cùng. Và tôi được đi nước ngoài học. Khi mà đi sang học Ấn Độ á, thì quý vị, người Ấn Độ tại trường đại học Ấn Độ họ nói toàn tiếng Anh. Có tiếng Hindi thì có trường, có những college đó nói tiếng Hindi. Nhưng mà cái đại học nơi tôi dạy á, vì nó cấp thạc sĩ cho nên dạy tiếng Anh. Mà ở nhà tôi mà đọc một trang tiếng Anh, học một học kỳ mà học chỉ thuộc ba tờ tiếng Anh mà thấy không á, là cả vấn đề rồi. Là khi nào lên xin cô bớt đi nhiều quá, học không nổi. Vậy mà qua tại Ấn Độ, nghe bằng tiếng Anh, đọc bằng tiếng Anh, viết bằng tiếng Anh. Tôi thì tiếng em không giống có tiếng Anh. Cực kỳ đau khổ. Khi đi, quý vị biết rằng là người ta khi được thời đó mà được đi nước ngoài, úi trời, hạnh diện, hạnh phúc. Một cái tuổi đó, cái tuổi thanh niên là cảm thấy tự hào lắm. Nào là quý ngài hòa thượng cho quà, cho cáp rồi, cho rồi gì đó. Đưa đi đủ cho hạnh diện lắm. Qua tới nơi học cũng được. 6 tháng nghe không được, nói không được. Đọc thì một trang là tra hết, gọi là 8/10 của trang rồi. Tiếng thổi lượng nan mà đi về lần đằng. Nói như Trịnh Công Sơn. Và lúc đó trong lòng tôi, quý vị biết rằng tôi chỉ ước cái gì đó mà hòa thượng tôi hay ai đó mà kêu về là tôi về liền. Tôi chỉ có ước một cái nguyện trong đó. Trong lúc đi, chưa đi thì ước để được đi. Mà qua tới đó rồi, úi trời là lần cực hả? Cực cái gì không sợ mà học cũng được. Học không nổi, nghe không được. Vậy là các anh chị biết nó khổ vô cùng. Và tôi chỉ ước mong là phải gì mà có một cái sự kiện gì đó mà thầy tôi kêu về là thôi là giống như trúng số độc đắc lúc đó đấy. Nhưng mà cái đâu có về. Và lúc đó bắt đầu tôi phải nỗ lực. Và tôi nhớ lại một câu trong giới luật tôi học: bị kỹ trường phu ngã diệt dị. Người ta là trường phu, mình cũng là trường phu. Rồi sau đó tôi mới dịch ra là: người ta làm được thì tôi cũng làm được. Người ta học được thì tôi cũng học được. Người ta thi đậu thì tôi cũng thi đậu. Người ta nghe được tiếng Anh thì tôi cũng phải nghe được tiền ăn. Và bằng thần chủ đó, tôi cho là thần chủ, người ta làm được thì mình làm được. Và quý vị biết sau 1 năm tôi đã theo được bài vợ tiền ăn. Và các anh chị không có lý do gì với cái điều kiện bây giờ các anh chị đầy đủ, nào là smartphone, nào là iPad, nào là vi tính, đủ thứ mà bảo rằng là không học nổi, thì điều đó là điều mình tự thất bại với chính mình. Hoàn cảnh của anh chị bây giờ tôi cho rằng là ưu việt. Các anh chị có thể có những người không giàu, có thể có một số sinh viên ở đây cũng là vừa học vừa làm, nhưng mà đừng có viện lý do đó để bỏ mất cái nỗ lực cho vấn đề thành tựu trí thức. Bởi vì tôi đọc được rất nhiều báo, có một em thủ khoa con nhà nghèo đi rửa bát hàng đêm, đi rửa chén hàng đêm cho những cái tiệm. Cô đó tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, độ thủ khoa khối C đại học xây dựng. Có một em con nhà nghèo tên là Nguyễn Tấn Phong, thủ khoa đại học Y năm 2001, mà cha mẹ là nghèo, cha phải đi làm thuê, mẹ phải đi bán. Vậy mà em vừa học vừa làm, em độ thủ khoa. Thưa quý anh chị, vì vậy
Ở đây khi nói đến cái yếu tố giáo dục là cái khiến cho người ta vĩ đại, và các anh chị đang có cái điều kiện như thế. Các anh chị có mọi cái cơ hội như thế, hãy nắm lấy cơ hội ấy, đừng bỏ nó đi. Đừng có vì lý do gì mà viện cớ để bỏ việc học giữa đường. Cái đó chính mình đang biến mình trở thành người bình thường, nếu như tôi không nói là người tầm thường. Cho nên cái yếu tố thứ nhất khiến Đức Phật vĩ đại, đó là Ngài được thừa hưởng một cái chế độ giáo dục, và bằng sự nỗ lực của tự thân, bằng sự cố gắng của Ngài, Ngài đã đạt được. Cái yếu tố thứ hai khiến cho Ngài trở nên vĩ đại, theo tôi là Ngài sống với một hoài bão lớn, với một lý tưởng lớn. Những người mà vĩ đại, những người mà được thế giới này ta mãi khắc ghi, những người mà luôn luôn chúng ta ngưỡng mộ, là những người luôn sống vì mọi người, luôn sống một vì hoài bão lớn, sống vì hạnh phúc và an lạc cho số đông. Ví dụ như quý anh chị thấy Bill Gates, ông giàu. Nhưng mà nếu chỉ cái đơn giản là ông giàu thôi thì cái đó nó cũng chẳng gì ảnh hưởng tới mình. Nhưng mà sợ gì ngày nay nhé, anh chị nhớ đến Bill Gates, mọi người nhớ đến Bill Gates, bởi vì Bill Gates đã dùng cái của cải của mình để phục vụ cho cái an sinh của xã hội. Xây dựng đến cái quỹ của Bill Gates là gì? Để có những cái nghiên cứu khoa học phục vụ cho những cái xã hội nghèo. Để làm gì? Để có những cái nhà khoa học sáng tạo ra những cái vấn đề y học chữa bệnh cho người nghèo. Vì vậy thưa các anh chị, Bill Gates mới được mọi người nhớ đến. Vậy vì sao? Bởi Bill Gates sống với tấm lòng vì tha. Và sợ gì Đức Phật, Ngài mà bất tử hơn 2600 năm này. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài luôn luôn sống một hoài bão lớn. Ngài tuyên bố một câu, mà câu này là câu châm ngôn để Ngài hành động. Ta ra đời là vì hạnh phúc an lạc của chư thiên và loài người, vì an lạc của số đông. Ngài sống là vì hạnh phúc an lạc của chúng ta, chứ không phải vì cái hạnh phúc vị kỷ của riêng mình. Vì vậy các anh chị muốn trở thành những người phi thường, tôi không nói vĩ đại, phi thường, hãy sống với cái hoài bão lớn, với lý tưởng lớn, với một lòng vị tha lớn, được không các vị? Theo tôi, đây là cái yếu tố mà thứ hai khiến cho con người bình thường trở thành những con người phi thường. Cái phi thường trong đôi mắt của chúng tôi, nó không có cái gì là nó cao siêu, không có cái gì là huyền ngọc, mà cái đó chúng ta có thể rờ được, nắm bắt được và đạt được, với điều kiện là chúng ta đạt có những cái tiêu chí như thế. Một cái yếu tố thứ ba mà tôi cho là cực kỳ quan trọng trong cuộc sống để đạt đến thành công, và đặc biệt cái yếu tố thứ ba này Đức Phật đã hoàn thiện một cách rất là siêu việt. Quý vị biết Đức Phật trước khi Ngài thành Phật, Ngài là Thái tử Đông Cung. Nghĩa là gì? Nghĩa là Ngài sẽ được truyền ngai vàng. Cả cái Giang Sơn Ca Tỳ La Vệ sẽ là thuộc về Ngài. Cả cái quốc dân đó, cả cái xứ sở đó, cả tài sản đó đều là thuộc về của Ngài. Ngài có mọi thứ tốt đẹp trong cuộc đời này. Vị trí xã hội không ai cao hơn Ngài. Quyền lực trong xã hội không ai cao hơn Ngài. Hạnh phúc trong xã hội, Ngài có đủ mọi thứ. Quý vị đọc đến lịch sử Đức Phật là nhà vua cha đã xây 3 cung điện để phục vụ cho cuộc sống riêng của Ngài. Vậy mà sống trong một cái điều kiện lý tưởng về vật chất, lý tưởng của cuộc đời như thế, mà Đức Phật vẫn không hài lòng, vẫn thấy có cái gì đó thiếu thốn, thấy cái gì đó nó nhỏ nhoi, nó nghèo nàn. Quý vị nhớ thế này, về tiểu sử Đức Phật có một câu chuyện, đó là khi mà Ngài mới đản sanh thì vua Tịnh Phạn có mời vị tiên tên là A Tư Đà. A Tư Đà đến để đoán cái tướng cho Đức Phật. Thì vị tiên thấy nói rằng Ngài sẽ có hai hướng để chọn. Nếu Ngài chọn ở trong cuộc đời, hiện nhân với cuộc đời, sống với cuộc đời, Ngài sẽ trở thành chuyện luân thánh vương, vua của tất cả các vị vua. Và cái thứ hai, Ngài nếu chọn ngài thứ hai mà đi xuất gia, Ngài trở thành Đức Phật, cái bậc cao thượng nhất trong cuộc đời. Và cuối cùng Đức Phật chọn con đường nào? Chọn con đường xuất gia. Và Tagore nói thế này,
Robin đã nạt Tagore, quý vị còn nghe chưa? Đây là một cái nhà văn, nhà thơ vĩ đại của Ấn Độ. Và ông cũng là cái người mà được giải thưởng Nobel văn chương châu Á đầu tiên năm 1931 với tác phẩm là Lời Dân. Ông nói thế này: nếu như Đức Phật mà chọn con đường trở thành vua, đế vương, thì trong thời đại của Ngài, Ngài sẽ làm cho tất cả mọi người run sợ trước quyền lực của Đức Phật. Ngài sẽ là vua của tất cả các vua. Ngài sẽ là người thành công nhất trên mặt danh lợi địa vị. Nhưng mà nếu như Ngài chọn con đường đó, thì đến hôm nay tất cả địa vị danh lợi đó sẽ trôi vào trong mây khói, sẽ không còn ảnh hưởng gì đến chúng ta. Mà sợ gì Ngài vẫn còn ảnh hưởng đến chúng ta, vẫn bất tử, bởi vì Ngài chọn con đường xuất gia để thành Phật. Và con đường này là con đường để phục vụ chúng sanh, thưa quý vị. Vì vậy, thưa quý vị, cái vấn đề yếu tố thứ ba theo tôi để trở thành một người phi thường, đó là chúng trong cuộc sống này, khi chúng ta đạt được những thứ bình thường cuộc đời, đừng thỏa mãn với những dục vọng bình thường của bản thân. Tài, danh, sắc, đó là mục tiêu của cuộc đời này. Quý vị có ước vọng là sau này thành công gì không? Quý vị ở đây á, là quý vị có ai ước vọng gì tương lai mình sẽ giàu có không? Có không? Có những anh chị ở đây sau này mình có ai ước vọng sau này mình sẽ lấy được một cái phu quân xứng đáng không? Hay là một người vợ gọi là đẹp đẻ không? Có không? Tất cả cái này cả anh chị đều có, nếu như sống ngoài đời. Bởi vì sao? Tài, danh, sắc, thực thùy, đó là mục tiêu của cuộc đời. Để đạt nó khó lắm, phải không các anh chị? Vì nó là chỉ tiêu cuộc đời. Và khi đạt được nó rồi á, là cực kỳ khó bỏ. Bởi vì thường người ta trong cuộc sống khi đạt được cái gì đó, chúng ta thỏa mãn về thứ đó, lập tức chúng ta bị nhận chìm bởi cái gì? Sự thành công đó. Khi đạt được dục vọng, bị dục vọng nhận chìm. Khi đạt được cái vị trí tài danh, được vị tài, thỏa mãn với nó, bị nhận chìm. Thưa quý các anh chị, thất bại trong cuộc đời này không phải là do vì không đạt được, mà thất bại trong cuộc đời này là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không vượt qua được cái lòng tham muốn của chúng ta đối với cái dục vọng của cá nhân. Chúng ta thường bị vị ngọt của những thứ đó, nó cuốn trôi chúng ta, nó nhẫn chìm chúng ta. Bao nhiêu thanh niên thanh nữ đang bị nhẫn chìm trong những cái thứ này cả anh chị. Biết bao nhiêu người đang tăng gia bài sản bởi vì sao? Bởi vì mê mẩn những cái thứ này. Tôi cả anh chị rất là rành về Facebook, phải không? Có không? Có Facebook không? Tôi thì không có dùng Facebook vì tôi sợ. Sợ là gì? Thứ nhất là bị nhiễm, ghiền. Và thường vô đó là đôi khi là chúng ta đốt khá nhiều thì giờ. Nếu như biết làm chủ thì rất tốt. Và ngày này trên Facebook anh chị biết rằng là biết bao nhiêu người đang chết vì cái tài, danh, sắc, thực, thùy này. Có người vì khát vọng tài, danh, sắc này đang tìm mọi cách để thỏa mãn nó. Và cái nhu cầu cuộc sống ngày nay có một câu trên đầu môi chuột lưỡi đó là sống là phải hưởng thụ, sống là phải cảm thọ. Nhưng mà quý vị biết, khi mà đạt được cái đó, chúng ta trở thành dễ than dở, trở thành nô lệ cho nó nếu ta không làm chủ nó. Thường là khi mà chưa có tiền thì chúng ta muốn có tiền. Khi chưa có tiền chúng ta sẽ làm cho có tiền. Nhưng mà có nhiều có người có tiền rồi á thì là chủ của đồng tiền. Nhưng mà có nhiều người lại là nô lệ của đồng tiền. Có nhiều người đạt được cái thành quả rồi thì là chủ của nó, nhưng có người trở thành nô lệ đó. Và người nào mà nô lệ cho tài, danh, sắc, người ấy sẽ là người tầm thường. Người nào làm chủ được cái đó, người này là người trở thành phi thường. Trong cả cái cuộc sống này, cảm xúc và dục vọng không bao giờ làm cho chúng ta thỏa mãn. Càng hưởng thụ cảm xúc và dục vọng chừng nào thì chúng ta lại càng thấy thiếu thốn chừng đó, phải không các vị? Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút qua đời thường. Thường là đầu tiên là uống bia cho vui. Mấy anh chị có uống bia không? Có.
Đầu tiên là uống cho vui, uống với bạn bè, uống liên hoan. Đầu tiên uống ly thôi. Rồi sau thì uống ly thấy chưa đủ, mình uống chai. Chai bắt đầu mình cảm thấy cũng bắt đầu thấy chọc say. Nhưng mà hôm sau một chai thì thấy nóng, không đủ đô. Bắt đầu là chai rưỡi. Và cứ thế là tăng đô. Và cuối cùng ngày nào mà không có nó thì đã trở thành kẻ nghiện, thưa quý anh chị. Cho nên trong cái mà thỏa mãn cảm xúc và dục vọng, cái đó không bao giờ làm mình thỏa mãn. Người nào mà uống nước biển mà thấy đỡ khác, thưa đưa tay thầy coi các anh chị. Có ai mà uống được nước biển đỡ khác không? Dục vọng nó như là nước biển. Và nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ mãi mãi khác, thưa các anh chị. Nhưng mà khổ nổi, cái văn hóa của ngày nay á, là người ta khuyến khích, người ta khích lệ để tìm mọi cách, tìm mọi giá để thỏa mãn cái dục vọng. Họ nói thỏa mãn dục vọng mới là sống. Nhưng mà họ không biết rằng cái đó cũng đang đoạn diệt sự sống. Càng dục vọng bao nhiêu, thỏa mãn nó bao nhiêu, thì chúng ta lại càng đi vào cái chỗ là đánh mất cái năng lượng của chúng ta. Bây giờ ngày nay quý vị thì thấy người ta đang chế tạo ra tất cả những cái loại thứ phương tiện để chúng ta có thỏa mãn dục vọng. Nhưng mà có lúc nào chúng ta thỏa mãn đâu, như chúng tôi nói. Mà trái ngược lại, cái mà để thỏa mãn chúng ta nó đang làm cho cái thế giới này mất quân bình. Đó là gì? Tàn phá thiên nhiên, tàn phá cái thế giới chung quanh chúng ta, làm cho biết bao nhiêu cái truyền thống về văn hóa tâm linh nó đang bị mai một, đang bị xuống cấp. Và những cái thiên tai hàng hạn mà chúng ta đang đối mặt hàng ngày, các anh chị thấy miền Trung chúng ta lũ chồng lũ, miền Bắc chúng ta bão chồng bão, là do ở đâu? Có phải do hoàn toàn thiên nhiên đâu? Chính do vì dục vọng của chúng ta đó các anh chị. Cái Formosa, cái đó do cái gì? Có phải do thiên nhiên đâu? Do chính vì có người muốn làm giàu, có người muốn thỏa mãn, đang tận diệt cái thế giới tự nhiên. Và ai là kẻ chịu trách nhiệm? Con người, thưa các anh chị. Để thỏa mãn cảm xúc, con người đã làm mọi thứ. Và ngày nay chính con người đang đối mặt với tất cả cái sự khủng hoảng về môi trường, khủng hoảng về sinh thái, thiên tai, hàng hạn, El Nino, đủ thứ các anh chị. Rất may là ngày nay con người đã nhìn thấy ra cái mối nguy hiểm này. Con người ngày nay trên toàn cầu đang nhìn thấy những cái sai lầm này, đang nhìn thấy những cái mối hiểm nguy này, cho nên mới kêu gọi tất cả nhân loại nên sống có ý thức, nên sống có trách nhiệm, nên sống với kiềm chế dục vọng, phải biết tôn trọng môi trường. Và cái thành công của cái tổ chức Liên Hợp Quốc mà chúng ta vừa nói đó, đó là cái ký kết về thỏa hiệp bảo vệ môi trường tại Pháp. Và cái này kéo dài rất nhiều năm, nhưng mà vừa rồi á, là mới ký được cái thỏa hiệp là bảo vệ môi trường, phải giảm thiểu những cái chất thải vào trong cái không khí từ bao nhiêu chậm là xuống bao nhiêu chậm. Mà các anh chị biết rằng là cái thỏa thuận được và xem như đó là thành công của thế giới. Nhưng mà nhận thức là một việc, ký kết là một việc, còn đi vào thực hiện lại là một việc khác. Các anh chị nhớ rằng thế này, một thói quen mà trở thành cái cá tính của chúng ta rồi, dễ bỏ hay khó bỏ, thưa các anh chị? Khó vô cùng. Người xưa còn nói là gì? Sơn hà thì dễ đổi, mà bạn tánh thì khó rồi. Bạn tánh đó là cái gì? Đó là thói quen. Mà thói quen xấu thì rất dễ chiếu cảm, rất dễ hình thành. Ví dụ như bạn mình hút thuốc, mình không có chơi như vậy là không hòa đồng, mình phải hút cho nó hòa đồng với bạn. Một cái thói quen xấu rất là dễ trở thành nó cái tập quán đi. Nhưng mà bỏ khó dễ của anh chị? Vô cùng có. Uống bia, uống rượu là một cái thói quen rất là dễ để mà hình thành, nhưng mà bỏ nó là khó vô cùng. Vì vậy rất khó để bỏ một cái thói quen cũ. Cũng giống như bây giờ con người có một cái thói quen, đó là gì? Là hưởng thụ,
tận hưởng thiên nhiên để phục vụ cho cái dục vọng của mình. Bây giờ nhận thức ra cái đó đang làm cho cái trái đất này rối loạn nguy hiểm, đang thấy rằng cuộc sống mình nó đang bị đe dọa và muốn thay đổi. Nhưng mà thay đổi được cái dục vọng dễ hay khó? Vô cùng khó thưa các anh chị. Đặc biệt là từ bỏ cái mà mình vừa đạt được. Ví dụ bây giờ mà mấy anh chị lâu nay á, để tiền, để dành từ năm này qua năm khác làm đó, bây giờ mua được một cái iPhone 7, phải không? Mà tôi được biết là iPhone 7 bây giờ cũng khoảng 70 triệu, phải không? Mà bây giờ sau khi thời gian mà bỏ xong rồi mà làm mà được rồi mà có cái đó, mà bây giờ thầy Vấn Trị tôi nói, thôi cho thầy được không? Cho không? Làm thì cho được. Sở hữu mà cái đó tôi nói cũng vật chất thôi, còn trở thành cái mà thói quen nữa, khó vô cùng. Bây giờ ở đây tôi hỏi thì các anh chị là một ngày các anh chị vô Facebook sẽ hết được bao nhiêu tiếng đồng hồ? Nghiền game hết bao nhiêu tiếng đồng hồ? Ngày nay cái giới trẻ ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc và ở nhiều nơi nó nghiền đến mức nghiền cái thứ Facebook, nghiền đến vào chơi game đến nỗi trở thành bình. Và bên Nhật Bản đang có một thế hệ thanh niên là nó tách rời xã hội, nó ăn đồ ở trong phòng, nó không ra khỏi phòng, ăn trong đó, vệ sinh trong đó, và chỉ gọi là gì, cứ sống với thế giới ảo. Và nó trở thành vì sao? Từ cái thế nó nghiền game, nó bỏ cái thế giới thật. Cả anh chị biết một thói quen xấu cực kỳ khó bỏ. Cho nên anh chị nào mà chưa có những thói quen xấu này thì ta hạn chế đi nghe. Nó trở thành cái thói quen này là khó vô cùng. Vì vậy mà người Tây Phương họ nói, đưa một người nhà giàu vào đạo là khó hơn đưa một con trâu qua lỗ kim là vậy. Hôm nay tôi nói với các anh chị, mọi chúng ta, các anh chị và chúng tôi, hiện tại chỉ cần bỏ những cái chuyện nhất nhẹ, thói quen rất là chưa nặng nề lắm, thuốc, hút thuốc, uống bia, nghiện game, nói tục, giận hờn, những cái thứ đó chưa nặng. Mà bỏ thì có lời cho mình, bỏ không mất gì cả. Nhưng mà chúng ta không bỏ được, thì làm sao mà bỏ được cái địa vị, cái danh vọng, cái quyền lợi? Thưa các anh chị, Đức Phật, Ngài có cả địa vị, đó là Hoàng Thái Tử, quyền lực sẽ là vua, danh vọng Ngài có cả tất cả mọi thứ, Ngài có vợ đẹp con thơ. Vậy mà trong một cái thế giới mà mọi người đang muốn hướng đến, đang muốn có được, đang muốn sở hữu, vậy mà Đức Phật từ bỏ nó ra đi, Ngài đi tìm đạo. Bởi vì Ngài thấy cuộc sống đó nó không có hạnh phúc thật sự, cái hạnh phúc đó nó vô thường. Có một niềm vui nào miên viễn không thật anh chị? Tôi hỏi về mặt tình cảm một chút. Khi mà cả anh chị mà thương nhau, gặp nhau vui không? Gặp nhau vui không? Hạnh phúc không? Không, tôi nói mặt tích cực, tôi chưa nói là giận hờn chi mà không gì đâu. Cứ nói thiệt đi. Khi mà gặp nhau là rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Nhưng mà cái vui vẻ đó nó kéo dài mãi hay là nó sẽ trong cái thời gian đó thôi? Cái hạnh phúc đó, cái vui vẻ đó nó liên tục thay đổi. Khi về một cái là nhớ ai ra ngẩn vào ngỡ. Nhớ ai nhớ, bây giờ nhớ ai có không? Các anh chị biết. Cho nên Đức Phật Ngài khác chúng ta ở chỗ, Ngài có mọi thứ nhưng mà Ngài nhìn cái đó nó không thật, cho nên Ngài bỏ Ngài đi. Và Ngài từ bỏ cái đó, Ngài không thỏa mãn với cái hạnh phúc của cá nhân, không thỏa mãn với những cái thứ hạnh phúc vô thường đó, cho nên Ngài đi tìm đạo. Và chính vì cái sự từ bỏ đó mà Ngài trở thành vị nhân trong quá khứ và trong hiện tại. Và cái sự từ bỏ này cực kỳ khó khăn. Tôi hỏi các anh chị, từ bỏ một cái thói quen xấu là bỏ không được, huống là bỏ những cái thứ quý báu đó mà Đức Phật từ bỏ được. Cho nên các học giả thế giới gọi sự từ bỏ của Đức Phật là sự từ bỏ vĩ đại. Sự từ bỏ vĩ đại là bởi vì từ bỏ những cái thứ mà cuộc đời này vương đến, đang ước ao để có, Ngài có, Ngài từ bỏ để đạt, để đi tìm một cái không có. Bây giờ thì giống như chúng tôi này, chưa có vợ này, chưa có con, chưa có địa vị, chưa có quyền lợi, đi tu từ nhỏ, không có gì để bỏ cả, trở thành tu sĩ nó dễ. Nhưng mà Đức Phật Ngài có mọi thứ, Ngài bỏ để Ngài đi tìm cái không có. Vì Ngài đang có mọi thứ, có tất cả những cái thật, đi tìm đạo, tìm cái trước việc nó nằm ở đâu. Vậy mà Ngài dám từ bỏ. Và Ngài mường tượng nó ở đâu đó. Cho nên cái sự từ bỏ của Đức Phật là sự từ bỏ vĩ đại, một sự hy sinh khủng khiếp là các anh chị. Và ở đây các anh chị cũng vậy.
Nếu các anh chị muốn thành công, các anh chị muốn thành đạt trong tương lai, đạt được mục đích, thì bây giờ các anh chị phải học cái hành từ bỏ, được không các anh chị? Từ bỏ cái chi? Tôi không yêu cầu từ bỏ iPad đâu. Tôi không yêu cầu từ bỏ iPhone đâu. Tôi không yêu cầu các anh từ bỏ những cái gọi là tình cảm tốt đẹp đâu. Tôi yêu cầu các anh chị từ bỏ những thói quen, những thói hư, những tật xấu, những thứ nó đang bào mòn cái năng lượng của mình, nó đang làm cho nhân cách của mình nó mỗi ngày mỗi thấp kém. Nó làm cho thân cách mỗi người, mỗi một của chúng ta mỗi ngày mỗi không có lớn lên. Các anh chị từ bỏ được không? Được không? Đến chùa là gì? Học cách để từ bỏ. Cho nên cái yếu tố thứ ba mà làm cho con người trở thành phi thường, đó là phải biết không thỏa mãn với những cái dục vọng thấp kém, tầm thường và những cái thứ mà chỉ có mang tính ích kỷ, mang cái tính cá nhân. Và phải biết từ bỏ những cái thứ không nên nắm, nắm những thứ nắm và bỏ những thứ cần phải bỏ. Cái yếu tố thứ tư mà khiến cho Đức Phật Ngài trở thành vị đại, điều tổ thứ tư mà theo tôi đây á, khó vô cùng, mà đôi khi chúng tôi cũng đang vướng, tu sĩ chúng tôi cũng đang vướng vào cái yếu tố thứ tư này, khiến cho chúng tôi cũng tầm thường, cũng bình thường như mọi người, chưa có cái gì đặc biệt. Đó là chúng ta thường thỏa mãn với những cái thành công nhỏ nhỏ trong cái đường đi của chúng ta. Và khi thành công như thế là chúng ta cảm thấy đủ rồi, không tiếp tục cái lý tưởng của chúng ta nữa. Ví dụ như Đức Phật, khi Ngài từ bỏ cái cuộc đời thế tục, Ngài đi vào con đường xuất thế, đầu tiên cái vị thầy mà Ngài học đạo đó là ông Alara Kalama. Cái vị thầy này là chứng định thiền thứ 7, cấp độ thiền tâm linh thứ 7. Và cái vị thầy này được xã hội cung kính như là một bậc giải thoát trong đời. Đức Phật Ngài đến học đạo với vị thầy này xong 3 tháng, 6 tháng sau, Ngài chứng được cái quả vị thứ 7, nghĩa là quả vị vô sở hữu xứ định. Nhưng mà khi Ngài chứng được cái quả vị tâm linh này rồi, và được người thầy của mình tên là ông Alara Kalama xác chứng là cái trình độ tâm linh ngang với thầy, Đức Phật thấy chưa giải thoát. Mặc dầu được người thầy ca ngợi, mặc dầu được người thầy kính trọng và tất cả anh em trong học trò kính trọng và mời lại lãnh đạo, Đức Phật Ngài cảm ơn, Ngài nói đây chưa phải là mục đích cuối cùng, Ngài từ bỏ, Ngài ra đi. Đến cái người thầy thứ hai đó là gì? Người thầy thứ hai đó là ông Uddaka Ramaputta. Đây là cái người mà chứng đắc cái thế giới tâm linh cao nhất thời bấy giờ. Thí dụ như là chúng tôi có thể đưa ra một ví dụ, bây giờ thời đại chúng ta cái học vị nào là cao nhất? Nói chung là tiến sĩ phải không? Các ngành khoa học bây giờ tiến sĩ là cao nhất. Mà khi mà đạt được tiến sĩ rồi, thấy thỏa mãn chưa? Những người mà đạt được cái đó thường mà thấy thỏa mãn là bắt đầu đi lui, mà cần phải tiếp tục đi tới nghiên cứu học hỏi. Đức Phật khi Ngài đến học vì vị thầy thứ hai đó là Uddaka Ramaputta, Ngài chứng được cảnh thiền tâm linh cao nhất, và người thầy xác chứng như vậy bảo Ngài ở lại để cùng lãnh đạo cái đồ chúng đó, Đức Phật Ngài cảm ơn, Ngài nói chưa có giải thoát và Ngài tiếp tục ra đi. Rồi Ngài đến tu khổ hạnh với năm anh em của Tôn giả Kiều Trần Như, Ngài cũng trở thành bậc thầy của năm vị này. Và năm vị thầy này xin cung kính tôn Ngài làm thầy, Ngài cũng từ giả, Ngài thấy những con đường đó chưa thật sự giải thoát giác ngộ, cho nên Ngài đã lên đường, Ngài ra đi bằng nỗ lực của tự thân, Ngài chứng đạt. Thưa các anh chị, Đức Phật sợ gì Ngài thành vị đại là Ngài không có thỏa mãn với những cái thành công nhỏ nhỏ trên con đường đi của mình. Có nhiều người trên đường đi đặt một cái mục tiêu rất lớn, nhưng mà thành công nhỏ nhỏ lập tức thấy thỏa mãn từ đó, không nỗ lực đó và cứ ngồi đó mà hưởng thụ. Và cái đó chính nó làm cho những cái ước vọng to lớn của chúng ta nó bị che đi, nó bị thất bại. Người ta thường gọi là thỏa mãn bởi những cái sự sùng bái, sự ca ngợi, sự tán dương bởi những cái thành công nhỏ nhỏ này. Như trong thế giới chúng tôi, đôi khi mà tôi được một số quần chúng nào ca ngợi
khen, tán dương, cung kính hầu hạ, tôi thấy vậy là đủ rồi. Và tôi đắm chìm vào trong cái thế giới ca ngợi đó, thế giới tán dương đó, thế giới cung kính đó, lập tức cái công hành tu tập của chúng tôi nó bị suy sụp liền, thưa quý Phật tử, các anh chị. Vì vậy, xưa cũng như nay, hệ mà thường mà người ta thành công được một chút gì là người ta hạnh diện, người ta tự hào, người ta kiêu ngạo và người ta ái luyện về cái đó. Có các anh chị, và ngày nay cái thế giới đó, thế giới này ngày nay nó càng rõ ràng, khi mà có một cái gì thành công là bắt đầu làm gì, bia có không, út chào băng rôn biểu ngữ rồi đủ thử, cái đó là gì, thỏa mạng từ mạng với những cái thành công nhỏ nhỏ. Và những người đó, những người nghe tượng là ghê gớm nhưng mà rất bình thường với chúng tôi, hay chúng tôi không dám nói chữ tầm thường nhưng mà rất bình thường, chưa có cái gì đáng kính trọng. Những người mà vị nhân, những người mà thành tựu lớn, luôn luôn họ có những cái đóng góp rất lớn, thành tựu vĩ đại mà âm thầm không bi a, không quảng cáo, không băng rôn biểu ngữ. Quý vị nhớ thế này, Đức Phật chúng ta khi mà thành đạo xong mà trở thành Đức Phật, được tôn xưng Đức Phật, ngài thay vì được đệ tử xưng hô, được gọi là băng rôn biểu ngữ, một mình ngài đi hành đạo. Và ngài bất tử là ở chỗ đó, quý anh chị. Cái bình của người ta là không hướng đến cái đẹp, bởi vì thỏa mãn với những cái điều nhỏ đó, cho nên người ta tầm thường, người ta hài lòng với những sự nhỏ nhoi. Cho nên để làm con người phi thường, chúng ta phải không thỏa mãn với những cái bước thành công nhỏ nhỏ trên cuộc đời. Hãy xem đó những là cái bước, những cái viên gạch để đưa chúng ta đi đến những cái nấc thang cao hơn. Có một câu chuyện trong kinh rất là thú vị, tôi xin chia sẻ cả anh chị. Một hôm, Đức Phật ngài đứng trên bờ sông, ngài thấy một khúc gỗ đang trôi trên sông. Đây trong kinh Tương Ưng, Đức Phật này nói với các đệ tử, lúc đó là 1,700 vị tu sĩ đệ tử ngài. Ngài nói này các vị đệ tử, đây là khúc gỗ đang trôi trên sông. Nếu khúc gỗ này nó không bị tấp vào hai bên bờ, nó không bị nhấn chìm, nó không bị tấp vào trong một cái hải đảo hoang, nó không bị thổi nát từ trong gốc gỗ, thì khúc gỗ này chắc chắn sẽ trôi về đại dương. Đức Phật nói thế này, này các tu sĩ, cũng vậy, một người tu hành mà không bị tấp vào hai bờ, không bị nhấn chìm xuống dưới nước, không bị mắc cạn trong một cái đảo, không bị thổi nát từ bên trong, thì chắc chắn người ấy sẽ đi đến cái bước cuối cùng là thành công, trở thành con người phi thường. Thế nào là trôi vào hai bờ? Một người sống mà không bị vướng vào trong thế giới cực đoan, hoặc là hưởng thụ dục lạc, hoặc là khổ hạnh ép sát, cái đó gọi là trôi vào hai bờ. Có nhiều người bây giờ sống bị rơi vào cái thế giới hưởng thụ dục lạc, có nhiều người sống vào thế giới là gì, cực đoan, đó là trôi vào hai bờ. Thế nào gọi là không bị tấp vào cái hòn đảo? Những người nào mà trên đường, trong cuộc sống, trong đường tu tập, trong đường học hành mà không bị cái ngạ màng từ cao nó sinh khởi khi đạt được thành công, thì người ấy gọi là không bị tấp vào cái hải đảo. Thế nào gọi là một người mà không bị nhẫn chìm? Đó là người không bị dục vọng, cái khác ái tầm thường nó nhẫn chìm chúng ta. Thế nào là người mà gọi là không bị mục nát vào bên trong? Đó là người không làm những việc bất thiện, không phạm vào những việc sai lầm. Những ai mà đạt được bốn điều này chắc chắn sẽ về, chạy về đại dương. Cuộc đời của các anh chị là những khúc gỗ. Nếu các anh chị sống trong đường đời này mà không rơi vào hai cực đoan, không bị dục vọng nó làm cho chúng ta bị nhẫn chìm, không bị cái lòng thọa ký ngạ màng nó làm chúng ta nhẫn chìm, không có bị cái những điều sai lầm, tội lỗi, tội ác nó làm cho chúng ta phạm phải, chắc chắn các anh sẽ, các chị sẽ trở thành những con người phi thường, thưa các anh chị. Như vậy, Đức Phật để trở thành một con người phi thường bất tử, ngài đã nỗ lực, đã quyết tâm không ngừng.
kiên định với lý tưởng. Bên ngoài Ngài phải đấu tranh với sự thiếu thốn. Vì khi Ngài đi tu, Ngài không phải là hoàng tử nữa, Ngài không có sự cúng phụng, có hầu hạ, Ngài sống bằng cách đi xin ăn, gọi là khất thực. Và bên trong Ngài phải đối diện với những cái khát khao, Ngài phải đối diện với những cái dục vọng của tự thân, và Ngài phải chiến thắng nó. Cho nên cái cuộc sống của Đức Phật, từ lúc mà Ngài từ bỏ ra cái công thành để đi tu, đó là một cuộc chiến đấu phi thường. Đó là một sự nỗ lực không ngừng, đó là một sự kiên định chắc chắn. Và như vậy mới đưa Ngài đến cái sự thành công. Do vậy trong đường đời, nếu các anh chị mà gặp những khó khăn, gặp những thiếu thốn, gặp những bất trắc, hãy xem đó là những cái thử thách để đưa chúng ta đến cái nấc thang cuối cùng như Đức Phật, và muốn trở thành những con người như vậy. Ở đây có một điều đặc biệt. Sau khi mà Đức Phật Ngài đã thành tựu mục tiêu bằng nỗ lực của mình, trở thành gọi là người giải thoát được tôn xưng Đức Phật, Ngài không tự xưng mình là bậc tối cao. Ngài không cho mình là cái rốn của cuộc đời. Ngài không cho mình là con người quan trọng, mà Ngài nói một câu thế này: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Vì vậy, cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt Đức Phật. Tất cả các tôn giáo nếu giáo chủ là tối cao, ở đây Đức Phật đặt con người ngang bằng vị trí của Đức Phật. Vậy cả anh chị muốn làm Phật không? Phật ở đây nó mang rất nhiều ý nghĩa. Nhưng mà tôi chỉ nói rằng là Đức Phật, tôi nói câu nói đó để làm gì? Để biết rằng cái vị trí con người theo đạo Phật là vị trí tối thượng, vị trí cao nhất. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật là một con người bằng nỗ lực của tự thân, chiến thắng tự thân, trở thành Đức Phật. Và tất cả chúng ta đây là con người, thì nếu như chúng ta nỗ lực, chúng ta kiên định, chúng ta hành trì, chúng ta cũng sẽ trở thành Đức Phật. Hay nói một cách gần gũi hơn, nếu chúng ta nỗ lực, chúng ta sẽ trở thành những con người phi thường, phải không các anh chị? Nhưng mà điều quan trọng hơn ở đây tôi muốn nhấn mạnh, tôi muốn dùng câu nói của Robin để đánh nạt Tagore, tôi nhấn mạnh: nếu như các anh chị đến với các tôn giáo thì cái vị trí của chúng ta luôn luôn là vị trí của tín đồ, vị trí của những người khổ đau, những người cầu nguyện, những người xin sỏ. Và chúng ta nói khác hơn, tất cả con người là ở vị trí nô lệ của thần linh. Vì từ trước khi Đức Phật ra đời, trước đó tất cả tôn giáo đều xem con người là những chúng sanh khốn khổ và cần sự gia hộ của thánh thần. Nhưng mà từ khi Đức Phật Ngài thành tựu, Ngài thành Phật, thì Ngài nói rằng ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy vị trí con người là cao nhất trong tất cả các vị trí, chứ không phải thánh thần cao hơn con người. Nói theo ngôn ngữ của Tagore, Đức Phật đã thánh hóa cuộc đời này. Cuộc đời này vốn cho rằng là khốn khổ, là đau khổ, nhưng Đức Phật đã nói tình đồ đang ở đây, hạnh phúc ở đây, và con người là Phật. Từ một cái vị trí nô lệ, Đức Phật đã đưa con người lên vị trí của thánh thần. Cho nên Tagore nói, chỉ một lần sinh trong cuộc đời này, Đức Phật đã thánh hóa cuộc đời này. Quý vị thấy đặc biệt chưa? Đạo Phật, chỉ có Đức Phật, chỉ có giáo lý đạo Phật mới đưa con người lên vị trí tối thượng. Vì vậy, hãy trở về với vị trí cao thượng của mình, vị trí tối thượng của mình. Đừng đi cầu xin những cái chuyện cọn con nho nhỏ. Đừng ngựa tay thỏa mãn với những cái dục vọng tầm thường. Hãy nhìn Đức Phật để làm gương. Cho nên hôm nay các anh chị đến đây để học, để tu một ngày, hãy lấy Đức Phật làm cái gương, làm cái mẫu người để chúng ta hướng đến, để từ chuyển hóa chúng ta từ những con người bình thường trở thành những con người phi thường, được không cả anh chị? Tôi muốn nói với các anh chị, ngày mai đất nước Việt Nam này có trở thành phi thường, trở thành cường quốc hay không, tùy thuộc vào các anh chị. Nếu các anh chị là những người bình thường, những người tầm thường, thì đất nước chúng ta mãi nghèo đói, chúng ta mãi là
đi thao lưng người ta. Và chừng nào các anh chị mà thắng được dục vọng, gọi là đạt được cái mục tiêu, cái lý tưởng sống về hoài bão, các anh chị sẽ là những người phi thường. Và khi những người Việt phi thường thì sẽ biến thành đất nước Việt Nam phi thường, phải không nào? Trong đạo Phật không có con người nào là con người thấp kém, không có con người nào là con người dơ bẩn, chỉ có những việc làm thấp kém, những việc làm xấu xí dơ bẩn. Thưa các anh chị, trong thời Đức Phật, phụ nữ xem như là không có quyền. Trong cái giáo lý Bà La Môn, phụ nữ chỉ là gì? Tài sản của đàn ông. Phụ nữ có một cái quyền là gì? Sinh đẻ. Không có quyền gì khác. Phụ nữ có quyền gì? Đó là thỏa mãn cho người đàn ông. Cho nên trong thế giới xã hội ngày xưa của Ấn Độ, phụ nữ có quyền. Xã hội Ấn Độ chia thành 4 giai cấp. Đó là gì? Giai cấp vua chúa, giai cấp Bà La Môn, giai cấp thương gia và giai cấp gọi gì? Gọi là giai cấp thấp kém. Chúng tôi nói như vậy chứ dễ hiểu. Và cái giai cấp ngoài cấp. Và trong xã hội mà chia ra 4 giai cấp như thế, ví dụ như các anh chị nào mà đã thuộc giai cấp thấp kém, Thụ Đà La, thì đừng hòng mà thay đổi được. Nhưng mà trong đạo Phật không có ai là thấp kém, không có ai là dơ bẩn, không có ai là tầm thường. Chỉ có những người này mới tầm thường. Đó là những người làm những việc xấu xa tầm thường. Những người mà tội lỗi mới tầm thường. Những người mà sống gọi là vi phạm giới luật, vi phạm pháp luật mới tầm thường. Có những người ăn mặc rất đẹp nhưng mà làm những việc xấu xa thì những người ấy là những người đáng khinh. Có những người mà ăn mặc rất là nghèo nàn nhưng ta sống thánh khiết, ta sống có gọi là biết giữ tư cách người ta, những người ấy là những người đáng quý trọng. Trong tăng đoàn của đạo Phật có những người đi gánh phân mà trở thành bậc thánh, có những người làm nghề cắt tóc trở thành cái vị gọi là quan trọng thứ hai trong tăng đoàn Phật giáo. Đó là gì? Đó là vì coi về giới luật Upali. Có những vị mà quý vị biết ngay nơi xã hội đang lên án, đó là gì? Những người làm cái nghề phụ nữ đứng đường thì dù vậy. Và trong thế giới Đức Phật ngày xưa có những cái phụ nữ mà làm những nghề đó trở thành bậc thánh như là Liên Hoa Sắc. Cho nên các anh chị nhớ cho, đến với đạo Phật cái chuyện nghèo thiếu thốn, khổ đau, thân xấu, không đẹp trai, không đẹp gái, chuyện đó không phải là chuyện quan trọng. Chỉ có cái đó nó không làm cho nhân cách chúng ta xấu hay đẹp, mà chỉ có gì? Chỉ có chúng ta hành động, chúng ta sống vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, vi phạm là luân lý, rồi sống thiếu lý tưởng, những người ấy mới là những người tầm thường. Vậy bây giờ những người tầm thường hay là những người phi thường tùy thuộc vào cá nhân của từng anh chị. Đức Phật dạy có 3 loại thần thông. Quý vị nghe thần thông là thích phải không? Đầu năm thế nào đi coi bói có không? Cả anh chị là tôi biết chắc có. Có những người mà nước ngoài có những tổng thống hoặc có những cái quân sư tâm linh riêng. Và vấn đề thần thông là vấn đề gì đó đang thu hút mọi người. Đức Phật ngài nói có 3 loại thần thông. Thứ nhất là biến hóa thần thông. Thứ hai là tha tâm thần thông. Thứ ba là giáo hóa thần thông. Biến hóa thần thông là gì? Là người có phép giống như là Tôn Ngộ Không đó, quý vị thích không? Khỏi cái này lắm phải không? Thứ đó Đức Phật có đủ. Đức Phật cả đời không hề sử dụng. Không bao giờ Đức Phật sử dụng. Và Đức Phật không cho đệ tử Đức Phật sử dụng, ngoài trừ một người xin được sử dụng cái thần thông đó để hỗ trợ cho Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật gọi là quảng bá giáo pháp. Đó là ai? Mục Kiền Liên duy nhất. Và sau này chính vì dùng cái thần thông đó mà Mục Kiền Liên đã bị cái hậu quả rất xấu. Thứ nhất là biến hóa thần thông, có phép thuật Đức Phật cấm cho dùng, Đức Phật không hề dùng. Thứ hai là tha tâm thần thông. Tha tâm thần thông là gì? Là tu hành biết, có cái khả năng biết được cô này đang ngồi nghĩ gì tôi biết, anh kia đang ngồi nghĩ gì tôi biết, khởi lên tâm gì tôi biết. Cái đó gọi là gì? Tha tâm thần thông. Và những anh thầy bói là anh đang dùng cái tha tâm thần thông đó. Đức Phật cấm tuyệt, Đức Phật không sử dụng. Và Đức Phật chỉ sử dụng một cái thần thông duy nhất, đó là
giáo hóa thần thông. Giáo hóa thần thông là tiền những cái lời dạy của Đức Phật bằng chính cuộc đời của Đức Phật, bằng lời nói, bằng hành động và bằng suy nghĩ. Nói theo cái cách ngôn ngữ bây giờ là bằng việc nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Cho nên các anh chị đến vào đạo Phật đừng có bị mê hoặc bởi biến hóa thần thông, đừng có đi vào con đường tha tâm thần thông, mà phải đi bằng con đường giáo hóa thần thông. Cần nhớ rằng mọi cái thành công hay thất bại của cá nhân, của gia đình, của xã hội, tất cả nó tùy thuộc vào chính mình mà không phải vì tha nhân, không vì ai cả. Thường thường mấy anh chị nói ai làm mình khổ, thường thường mình hay đổ thừa lắm, mình làm mình khổ, cả gì làm mình khổ. Tôi nói với quý vị, bây giờ quý vị nói mình làm mình khổ là đúng rồi, nhưng mà cái gì làm mình khổ? Tâm là cái chứ? Tâm là chung chung quả không trúng. Cái làm cho mình khổ đó là dục vọng của mình làm cho mình khổ. Những cái thứ mà gọi là gì? Tâm thường, những cái thứ mà đê hèn nó làm cho mình khổ. Những cái từ ái, những cái gì? Cái kiêu mạn, những cái kiêu ngạo, những cái thứ nó làm cho mình khổ bởi mình không thỏa mãn. Cho nên để mình hết khổ thì làm cái gì? Mình phải chuyển hóa chính mình. Mình phải làm gì? Mình phải thay đổi những cái chuyện mà rất là tầm thường trở thành phi thường. Mình phải cần có những quyết định giống như Đức Phật. Và nếu như muốn thành công thì hãy nỗ lực một cách gọi là kiên định phi thường. Và tất cả những yếu tố sáng hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị, đó là những yếu tố, những điều kiện để biến những con người tầm thường trở thành những con người phi thường. Và hy vọng tất cả những con người phi thường này sẽ đóng góp cái trí tuệ, cái năng lượng này để xây dựng cho cuộc đời mình hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, xã hội hạnh phúc và đất nước Việt Nam văn minh thịnh trị. Cầu chúc quý vị luôn thành công trong con đường học tập và sự nghiệp của mỗi cá nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.